Chào cả nhà nhá. Lại một ngày mới bắt đầu rồi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 2020. Ngày một năm mới. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày đầu năm thật nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc. Mọi người đi chơi thì nhớ uống ít rượu bia thôi nhá. Và phải đi từ từ nhá mọi người. Để cho nó an toàn. Đây sáng hôm nay mua hàng được cho hai vợ chồng rất là thương luôn. Buổi tối là đi tới đây mua xe nhưng mà cửa hàng đóng cửa nên là phải ngủ khách sạn sáng ra mua xe. Nên là quyết định bán rẻ một chiếc xe cho hai vợ chồng. Ôi, hồi tối là em bán em ở đâu nhỉ? Là đi là tầm 2 tiếng chứ mấy? 2 tiếng mà ngủ lại khách sạn à? Đây là thích lại. Vấn đề là tại muốn nắm lại tình yêu đây mọi người nha. Đi từ Dầu Tiếng đây. Tội nghiệp, không báo trước các em đóng cửa đi chơi lễ. Thế là nói chung là nhờ chị mà được ngủ khách sạn một bữa đúng không? Mấy khi được ngủ, sáng ra là xuống mở hàng luôn này. Nói chung rất cảm ơn tấm chân tình nên là quyết định bán rẻ cho hai vợ chồng luôn. Hy vọng là về chạy ngon lành. Đi vài thời gian mà có thêm tiền mình đổi xe khác. Chúc mọi người một ngày lễ thật nhiều niềm vui nha. Đi chơi thì thật an toàn nha mọi người. Rất là vui luôn.